Cơ sở Gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhá. Hiện tại đang là buổi sáng ngày 24 tháng 3 thì rất hân hạnh chúng tôi là đón bác Như, một khách hàng cũ trước kia đã sắm bộ đồ thờ rồi. Hôm nay là tiếp tục về là sắm thêm một bộ hoành phi câu đối cho gia đình. Đây, thì bác đang ký tên mộc vào cái bộ sản phẩm này đây. Đây là bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ hương đá vị nhá. Kích thước dài 1m97. Đây là mẫu là hoàng cuốn thư câu đối lòng hoành phi. Đó, rất là đẹp. Ok. Chuyển khoảng 15 triệu nhá. Không phải ra. Không phải ra.